Good evening. Good evening. Hơi bị muộn quá. Muộn nhưng mà anh Thiện đã về rồi à? Anh Thiện về rồi ạ. Vâng. Về lâu chưa? Rồi. Anh về lúc 9:40. Đây, penthouse của các future millionaire, billionaire. Tuấn Cường, Bà Hoàng, Tôm Ngô và Trường Sơn. Đây những người think big and dream big. Toàn những người think big and dream big. Anh để đồ đâu? Anh ở đâu? Bố anh cũng đang kiểu mệt rồi chuẩn bị này. À. Và bố anh nãy bố anh uống bia nên là mẹ phải lái hơi lâu. Đèo hơi lâu. Đến tận bố anh cũng dùng video rồi. Why is your watch on the ground? You're here. Đây năm quan của ok ok. Kinh nhỉ. Có hồ tây ở đằng này và sông Hồng ở đằng này. Nhìn. Yes. West Lake. À, yes. Không đâu. Điều kính nha, tối dậy là đúng rồi, tối dậy mà ngủ đi vệ sinh thì đâm luôn kính. Giường to à, sofa đấy. Sofa thành giường được. Đó là giường được. Trên này cũng có tivi mà. Chuẩn. Được đấy. Chán đấy, thuyền chưa lên, lên chưa tái 2 tiếng, chưa được 1 ngày. Chưa nóng giường đã phải đã xuống. Đã bởi những đường xuống. Đã bị đuổi. Ơ, mà đằng nào mai trả về nhà anh đi lấy vest. Ờ, mai chụp ảnh chỗ này. Chụp ảnh chỗ này á? À, rất là đẹp, kính to. Chụp ảnh các triệu phú tương lai, các tỷ phú tương lai mình phải chụp ảnh. Mai có cái trên xe mà. Đúng rồi. Zen từ đó. Yes. Rồi. Anh đang xem view không? Có chứ. Anh đến để anh xem view mà. Thì ra xem view. Why not? Đi tạm được. Hồ thì là ở đây. Và sông Hồng thì là ở đây. Sông Hồng thì không nhìn rõ mà. Nhưng mà hồ. View này thì không. Ngắm thì không ngắm đẹp à? Nhưng mà nó chỉ cao đó, từ cái nó cao. Được. Sân bóng hay ngắm không? Sân bóng hay